Thưa quý vị và các bạn, với cộng đồng người La Chí tại xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, Tết Nguyên đán là thời gian con cháu đi học hành, làm ăn xa, cùng trở về đoàn viên với gia đình. Mọi người cùng quây quần ăn bữa cơm, sẻ chia về những điều đã làm được của năm cũ, hướng đến một năm mới với nhiều thành công hơn. Ngay từ sáng sớm ngày cuối năm, các thành viên trong gia đình ông Lý Văn Minh, thôn Mà Phố, xã Nậm Khánh đã tất bật cùng nhau chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. Năm nay, cả ba người con trai đã cùng về đoàn viên với gia đình. Người già thì mong gặp con cháu, các cháu thì mong gặp anh em, cùng trò chuyện về năm cũ, về cách thức làm ăn, sao cho năm mới kinh tế phát triển hơn. Năm cũ làm ăn cũng không khá, gia đình một con lợn để mời anh em con cháu đến, với mong muốn về năm mới luôn được mạnh khỏe, con cháu làm ăn tân tới. Người La Chí không có Tết, mà chỉ ăn Tết theo phong tục của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để những người lớn trong gia đình trao đổi với các con cháu về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, tạo sợi dây kết nối trong cộng đồng dân tộc người La Chí. Thường thường gia đình anh có khả năng điều kiện thì người ta thấy mổ lợn các thứ làm thịt treo, gác bếp các loại, nhưng mà một số không có điều kiện thì cũng ăn bình thường, uống một hai chén rượu để xem mình còn thiếu thốn cái gì và cần những cái gì và cần học hỏi thêm cái gì. Là cộng đồng mới di cư đến từ những năm 60 của thế kỷ trước, đến nay Nậm Khánh đã trở thành quê hương của đồng bào dân tộc La Chí. Bà con luôn đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Người La Chí thì cũng có truyền thống rất là đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế xã hội. Về địa phương thì thực hiện các cái chương trình từ quốc gia trong thời gian tới là sẽ có giúp bà con về phát triển kinh tế xã hội, đó là sẽ hỗ trợ về cây con giống, góp phần cho gia đình cũng như là làng bản ngày càng phát triển. Với những giá trị truyền thống tốt đẹp của mình, bà con người dân tộc La Chí trên địa bàn tỉnh đang ngày càng tô thắm thêm truyền thống đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng 25 dân tộc anh em của tỉnh Lào Cai.